Chắc một bầy người trong đó mà lên hai cầu lên luôn. Đấy, xe bắn tải lên mạnh không? Có xe đồ ở đây là kéo được. Ờ, có xe đồ ở đây ngon á. Còn kia xuống nữa không? Thấy ở dưới này ngạt rồi còn xuống gì nữa? Mấy bà kia còn nằm
đi ngơ ngơ đi. Bây giờ chắc quay đầu xe lại lùi lên thì được. Đúng không? Quay lùi lên thì được. Bây giờ nó quay đầu xe nó lùi lên á. Đó, giờ lùi lên á, nó lùi lên được thôi chứ còn... À, giờ chỉ đó lùi lên được thôi. À, đầu trước đi cũng được, ấy lùi lên được thôi. Tôi quay lại gánh gác tay mấy người. Cái thằng mũ đỏ này lái nè. À, anh nói là phải quay hết đầu xe lại, ai lên nói là quay hết đầu xe lại mới lên được. Thank you.
Nhanh ơi, mình phải cũng cho xuống bớt rồi chứ. Không, hồi nắng mới lên được. Hả? Nhẹ xe này cho em xuống đi. Em xuống đi, lên đó em review cho ra xem bất cứ. Xuống đi, xuống đi. Tí lên kia chứ gì đâu mà. Đi xuống đi. Đi quay. Xe máy lên cũng nổi luôn. Rồi sẽ đi lui. Phải đi lùi không đi lùi lên được. Xe một cầu đó phải chịu làm gì. Bốc còi đấy chứ, để bốc còi. Được. Ôi giời. Khối kìa. Bé khối qua. Chụp cháy. Lên được mà, lên được hết đó. Chết mẹ rồi. Ồ, cái trời ơi. Cháy con. Dày mà lên nổi gì đi kiểu kia sao lên. Mất đà lên, mất đà cha nó. Đủ, anh lên rồi.
Đấy, quay rồi, đang quay rồi đó. Cái con này nó đứng ngay chỗ đó chi trời. Đi vô trong đường kia, đứng ra ngoài đường nó chạy nha. Mạnh lên. Cô kìa, cô kìa. Thấy nó đảo cho nó lên chứ. Cứ đứng ngay chỗ đó thôi. Con để đứng ngơ ngơ thật đấy. Ôi dồi à. Đảo. Đi lên rồi lên hành đi. Con đấy sao? Không lên trên này đứng luôn đi chứ đứng rời rời dưới đó làm gì? Ông lên nổi, ông lên không nổi. Cái này hai cầu nó lên nổi. Cầu sâu nó lên tốt mà. Có ông đã lên luôn rồi xuống. Thank you.